Kè rơm à, ở dưới quê mới có ba cái kè rơm nè. Bữa sau là núi Cô Tô nó có cái chữ thì này đẹp ghê, đi mỗi ngày là thấy không chán. Nay nắng đẹp, có người đi xe đạp chưa trong đó này, có này gánh. Chốt cánh phong, cánh phong đi ngón cho ruộng. Tôi đã hóa ra thiên giả để nhảy múa hát ca. Tôi đã hóa cẩm hoa đẹp hoa đuôi. Tôi đã hóa cẩm hoa đẹp hoa ra muôn loài. Tôi đã hóa ra thiên giả để nhảy múa. Cái cây đó cây trăm của xoài hai quả cháo thấy gì chứ xa lắm. Trên kia là cái hồ sẽ chết. Tôi đã chờ mong, chờ mong, chờ mong. Tôi đã chờ mong, chờ mong, chờ mong, chờ mong một ngày. Ở cuối đường này là cái hồ. Chờ đợi một giây. Hồ này nó xuống đường xa. Được thôi. Hết thấy rồi, nó run này, nó run kinh khủng luôn. Tôi đã hóa ra thiên giả để nhảy múa ngoài, con ngoài nữa đây. Chỗ này có ngoài bò. Cô Tô rồi chữ từ trâu cũng là không đâu. Kè rơm à, ở dưới quê mới có ba cái kè rơm này. Bữa
Bữa sau là núi Cô Tô nó có cái chữ Thi Tôn. Có bao giờ em đã nghe tiếng hát người cầm? Có bao giờ em đã thấy bước chân người quen? Thấy ra vậy chưa, lên tới đó là chữ nó bự đúng không? Ở nhà trên đó, núi ngoài này, đỉnh ngoài này, đi lên trên đó mà không biết sao đây. Có chiếc xe bò đi ra, chắc chở phần chứ không có gì. Đẹp chi vậy? Đây chỗ sốt bò, đây chỗ sốt cây ha. Bên ngoài lên đó ngủ một đêm sáng về. Tôi là tôi mê con đường này, ngoài nó cũng nhiều lắm mà. Này nó kêu vô hội, có vô cái chợ. Đường này là con đường đẹp nhất Thi Tôn rồi nè, đường làng đó, chạy vòng vòng đó, có ở chỗ này mà bay flycam đẹp. Đó, họ đi vô cái đường đó, đó là đi vô cái đường này.
là anh đi lên đẩy nè, đã chở phân lên ruộng để bón phân cho ruộng. Này là đẹp rồi đó. Để chạy qua bên kia chụp quay ngang. Con cọc bỏ trong đi ra. Tôi đã hóa ra thiên giả để nhảy múa hát ca. Hết nắng uổng quá. Nè nè, nè không sao. Cặp màu vàng với cặp màu trắng. Né nè.